Hello mọi người đã quay trở lại kênh Top Màu Tèo Nát của mình nha. Ở clip này tiếp tục hành trình chinh phục số sâu cao nhất của mùa này luôn nha anh em ơi. Rồi, lâu rồi thì mình ra ít video, khá là ít video mọi người. Lý do là mình bị đau nha. Với là mình bận công việc nữa. Nên mình không có ra video thường xuyên cho anh em được. Anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ còn tầm mười mấy sub nữa là mọi người là mình được 5 coi sub luôn anh em ơi. Hành trình hơn 2 năm của mình làm YouTube nha. Thì đợt cột mốc là 5 coi sub nhưng mà cũng chưa được mọi người. Tầm mười mấy người đăng ký nữa là mới đủ nha. Cũng khá là vui luôn nha mọi người. Trong thời gian đó thì mình bị mất kênh rất là nhiều luôn. Mình bị mất hơi kênh luôn. Nhưng mà kênh này mình làm là gần hơn 2 năm trời luôn anh em ơi. Nói chung là cũng khá là buồn luôn ấy. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh em đã đồng hành mình trong thời gian qua nha. Rồi, thì đầu game thì vào video thì anh em tiếp tục mình sẽ lên cái đường rồng của mình. Trang phục này mượn nó hơi bị lát mọi người. Bị đứt cóp hay sao mình sẽ dùng trang phục và tè nát vương quốc yêu hồ này nha để mình leo rank. Cái trang phục mà tăng niên vị thần của mình đó thì nó cực kỳ là lót luôn anh em. Khi mà dùng cái bộ skin đó thì máy nó cảm giác nó bị treo, bị đơ nha. Nhưng mà thôi, mình chuyển qua mình dùng cái bộ skin này mọi người. Với lại là bình thường mình làm video mình up sớm lắm anh em. Nhưng mà mấy bữa nay mình đau, mình đi khám bệnh với là mình bận đi công việc nên mình up hay trễ một chút nha anh em thông cảm. Giai đoạn đầu game thì anh em form cho mình ba con lính nhỏ này trước nha. Đấy, cứ lên level trước là ok nha mọi người. Ok, xong con lính nhỏ này bán chiêu heo vào con Phoenix này nha. Để mình lấy cái đầu tờ liền kim nha mọi người, kiếm thêm 16 vòng nữa cho nó nhanh. Lâu rồi á, thì mình vẫn là dùng cái bộ bổ trợ này nha mọi người. Mình chưa có đổi qua bổ trợ thánh thuận của mình. Nhưng mà lâu rồi mình mới chơi nên mình chẳng rồi thôi. Vô mình chơi làm clip cho anh em xem. Chứ để cái kênh lâu quá mình không làm clip là anh em cũng buồn nha. Đấy, ăn xong con thằng làng rồi tiếp tục mình ra mình ăn xong cái băng lính tiếp theo nha mọi người. Bà đến Nam Giai á là anh em chắc có nồi nhỏ một lần giúp cho mình nha. Này vừa chắc có nồi nhỏ thấy thằng Nagarok nó vô nó ăn con bùa đỏ mất này. Ôi. Nhưng mà thôi, tiếp tục mình di chuyển lại cái đường của mình để mình farm. Vì tem bọn đó không có đánh nhau nữa anh em ơi. Tem bọn là lui về đường mid rồi nha. Nên giờ này mà tiếp tục mình sẽ lui về cái đường đồng của mình để mình farm hết cái đợt lính này nha mọi người. Chứ để nó phí nha. Đấy, kéo thêm thằng Phoenix nó tiếp tục mình sẽ quanh trở lại cái đường rồng của thằng Phoenix này để nó farm. Không là lính mình đang sang lính nó vô trụ á là thằng Malik nó sẽ mắc một cái đợt lính mọi người. Này đi đâu đây này. Kiếm thêm một cái đầu tệ của thuộc liền kim đó mọi người. Đấy, anh em không có vội vàng nha. Tao là vị tướng lát game ấy. Nên anh em cứ bình tĩnh mà đánh. Lúc giai đoạn đầu game thì bắt buộc là phải farm thật nhiều là thật tốt nha. Đừng có mà hô mượn rồi đánh nhau liên tục ấy. Thì sẽ không có cơ hội mình cùng mọi người cứ farm đâu. Không có cơ hội mà lên đồ. Thì thành ra là anh em bán tao nó khá là dở luôn nha mọi người. Đấy, khi mà anh em đủ đồ ba đồ rồi á thì anh em bán mới có lực đam nha, mới thấm được. Thì anh em biết đó mới sự là của tao rồi. Cứ ba phát là lên bằng điểm số thôi khi mà anh em lên full đồ nha. Còn giai đoạn đầu game thì anh em cứ đánh bình thường cho mình, cứ form thôi. Gần phút thứ ba rồi nhưng mà XP trên mình vẫn chưa xuống nha mọi người. Mình vẫn cứ yên tâm là mình form trụ thôi, không có vội vàng gì hết, form lính thôi. Ai tem mình xuống này, nhưng mình kéo xuống mình dụ thằng Phoenix nó lui về, nó form lính mà nó không có được mọi người. Nó cũng nhanh ghê luôn ấy, nó dùng cả tóc biến và chiêu hơ để nó lướt về nha. Được cá là Phoenix nó lòm lỡ này, nó được thấy mát cho mọi người, cái tầm mát nó thấy khi mà anh em đứng gần nó nha. Hồi trước kia thằng Phoenix này nó đi rừng cực kỳ là bá đạo luôn mọi người, ăn lính cực kỳ nhanh. Nhưng mà sau một thời gian thì sát thủ đi rừng khá là cơ động luôn. Nên Phoenix dần dần bị lẫn quay mọi người, ít người chơi nha. Nên người đoán mới làm là bộ skill mới cho Phoenix này. Nhưng mà cũng ít người chơi lắm anh em ơi. À ui, Nagarok làm gì đây, may quá là nó không lướt vô người của mình á mọi người. Trong tình huống này thì tiếp tục mình sẽ lui về trụ của mình còn sớm còn tốt nha. Thấy thằng Nagarok nó đang núp đâu đây này. Chắc chắn là nó sẽ có ý định ganh đó mọi người. Lụm này, ok, được lại. Đấy, biết ngay mà thấy đầu kia nhưng mà lỡ rồi mình bắn luôn thằng Phoenix này nha anh em ơi. Qua này tên mình ba người bị trúng anti của Aya nữa mọi người. Thôi, lui về, lui về, lui về, lui về. À,
Phan Nick làm gì đây, tóc biến lên lúc noa cà tóc này, nhầm mà noa cà tóc này lầm luôn phải. Ôi không được rồi, đây rồi hết anh Tây rồi, ok mình lui ra nha, mình cho mình bán cái phát đầu tiên trụ nó quýnh mình mọi người, nhưng mà không được Phan này, ai ra tên bọn sống sót rồi anh em ơi. Nhưng mà may quá là vẫn ăn được double kill Phan đó nha, khó là thơm, khó là có lợi thế cho tên mình luôn anh em ơi. Đấy, xin được một mạng này rồi thêm một skill hỗ trợ nữa nha mọi người, một skill hỗ trợ nữa. Rồi khó là ngon luôn nha. Giờ này á thì mình đem 4 viên ngọc tím hút máu nên cái lượng máu mình hồi khó là nhanh là anh em ơi. Tỷ lệ chiếm mạng của mình đã khó là cao rồi, hơn 1k rồi. Nên cái lượng máu nó hồi là rất là nhiều luôn anh em cũng không cần về nữa nha. Không cần về tế đàn á. Thời gian chuồng đường của anh em sẽ lâu hơn á. Ui, nó thấy mát rồi mọi người. Đấy, cái nội tệ của thằng Phoenix là thế đó mọi người. Đứng gần nó là thấy thôi anh em. Nhưng mà fan này là có ý định là tên mình mở combat này mình bán anh Ti. Nhưng mà Aya tên bạn đó nhảy lên đầu thằng Phoenix là một người fan này, không biết là tên mình có ý định ăn không. Nhưng mà rất tiếc là Phoenix đã lưu về trụ kịp mọi người. Đang thật sự luôn. Fan này thì mình hết máu rồi nên tạm thời mình sẽ biến về trụ để mình hồi nha. Ở đường mid thì tên mình cũng nổ ra vô tranh rồi này. Ta ra tên mình khá là trâu ban trụ luôn qua đó đấy. Ok, ngon lành rồi. Sau khi hồi máu xong á, thì tiếp tục mình sẽ lan lẹ cái đường rồng của mình để mình đép lính đặt lính này tiếp theo nha anh em. Lính đang dần lại khó là cô rồi đấy. Tên mình á, thì đang có ý định là sẽ ăn con mùi xanh này luôn. Các thành viên của tên mình đang tập trung là cái trụ mít của mình khó là đông. Mình giờ này á, thì chỉ cần form thôi mọi người. Đấy, khi mà anh em đủ ba đồ rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ đi mở combat đánh nhau luôn ấy. Không cần phải hỏi ý kiến của XP nữa nha. À, mình thấy cái chầu mình lính con sai nó bán nè mọi người, gần nửa rồi nha. Đây mình lên mình ăn luôn. Thêm một cái trụ nữa là khó là ok. Mới là một cái trụ đường mít nữa là ngon lành là mọi người hơi trụ rồi nha. Thêm bọn thì chưa có ăn được mình tụ nào hết. Giờ này thì mình sẽ chuyển xuống mình ăn luôn con rồng mà luôn mọi người. Con rồng hơi này nó khó là phế luôn. Với cái lượng đam của mình gây ra thì chắc có thể là ăn được con rồng này mọi người, nhưng mà hơi lâu một chút. Vì mình đã có bùa sơ giới trên người nha, giảm 50% đam anh em ơi. Ok, nhưng mà dù sao là vẫn bán kịp nha. Còn 400 máy nữa là mình sẽ lên được cái sông đô mọi người. Đấy, Mina team mình đang khá là trâu bò luôn, một mình căng lên đó này. Nhưng mà tranh thủ mình rút lui về đi. Chứ không mà để team bạn thấy á, là sẽ toàn rồi anh em ơi. Giờ này mình sẽ lên hỗ trợ nha. Đấy, biết ngay mà. Ui, bán này cũng khá là thấm luôn nha mọi người, nhưng mà không ăn được rồi. Nhiều pha này dùng anti của người mình mọi người, nhưng một pha chẹp của Butterfly khá là trâu luôn, khá là đau luôn. Một phát đưa cho Diêu lên 75 số lắm mọi người. Núp đây không? Ok, không núp đây rồi là ngon lành rồi anh em ơi. Sau khi mà form xong được lính này, tiếp tục mình sẽ lui về nha. Không cần phải lan bán trụ vụ đâu mọi người. Vì tên bọn chắc chắn là sẽ có người bọc hậu cái trụ đó nha. Đấy, anh em mà lên chân con một phát là bị yếu máu là cơ hội cho nó rốc ra lấy mạng á anh em. Sau khi mà về đường rừng của mình á thì mình sẽ form được hai con quái rừng này, lượng máu mình cũng đã hầu khá rồi anh em ơi. Tranh thủ mình lên cái thương xuyên phá đó là mình bán thêm bọn vô tư luôn nha. Giờ này á thì đường trang trên mình cũng đang tập trung khá là đông luôn mọi người, nên mình sẽ di chuyển theo team nha, không có đi lẻ nữa anh em. Đấy, không có đi lẻ nữa nha. Giờ này mình sẽ đi form này. Form đến lúc nào mà anh em đủ cái thương xuyên phá là mọi người cứ lên bán luôn nha, không cần phải về nữa mọi người. Đấy, tên mình Mina đang mở combat khá là thơm luôn. Nhưng mà rất tiếc là tên bận khá là cơ động, thằng Phoenix với thằng Diêu nó vậy. Ui, bán ba phát nửa cái máu nhưng mà không có làm một mạng này mọi người. Diêu tên bận đang mở combat bật anh Tây khá là trâu bò luôn. Pha này kéo là mình đã ăn được một mạng mọi người. Xin luôn nha. Ây da, pha vừa rồi mình bán Ây da khá là đau rồi. Ôi trời ơi, đánh luôn lụm này, tóc biến lên mình chơi luôn nha mọi người. Một thang này anh em ơi, tập trung lại đây này. Ui, né được anh Ti của thằng ZF này mọi người, quanh trở lại mình trả đam nha. Và thành công ăn được một mạng nữa mọi người, xiên luôn. Một kill này khá là đơn giản luôn mọi người, thơm rồi, 4-0 rồi anh em ơi. Hay, giờ này là tao bắt đầu trở thành lục quái vật là anh em ơi. Đấy, giai đoạn đầu game để anh em cứ nhận nhục mà form thôi, không cần phải vội vàng đâu. Khi mà anh em đủ đồ rồi là anh em biết sự là hệ của tao rồi đấy. Mình là 6k5 vàng rồi nha. Đấy, tên bọn thì chỉ mới có gần 5k vàng thôi. Đây, Nagarok này, pha này bắt anh Ti lên lầm chậm Nagarok này. Bán nhưng mà không thấm một người, chỉ còn một phát bán thường nữa thôi nha.
À, đưa Nagarok lên bảng lưu số luôn anh em ơi. Nhưng mà mình khá là buồn luôn, vì Nagarok khá là cơ động và đó có thể lui về được kịp nha. Giờ này thì bước sang phút 9 rồi mọi người, team mình bắt đầu lắng lót team bọn rồi. Nhưng mà đừng mic team mình là có ý định, ôi lên bảng lưu số mic của mình mất rồi mọi người. Thằng Phoenix này nọ giờ nó lấy được một mọn rồi anh em ơi. Team bọn thì không có cơ hội lật kèo trận đấu này ngày hôm nay đâu. Nhưng mà anh em đừng có chủ quan nha. Tiếp tục mình sẽ di chuyển lên để mình hỗ trợ này. Lụm. Ôi kìa. Anh em thấy không? Bán cực kỳ là thấm luôn, cực kỳ là đau luôn. Nhưng mà không có ăn mọn mọi người, vì lúc đầu anh gia tổ của lớp dốc khá là trâu luôn. Mình bán phát đầu là nó không có mắc lớp chốt mọi người. Đấy, phát thứ 3 mới là nửa đam hay phần bả đam nha. Thì anh em biết xin là sự là hệ rồi. Cái bộ trang bị với skill bổng hỗ trợ này, bổng ngọc này á, thì nó sẽ chắc chắn là sẽ gần nam cơ đam đó anh em ơi. Anh em cứ yên tâm mình chơi nha. Nhưng mà điều được cái là nó hơi chậm một chút thôi, hơi tù thôi. Đây, thôi định đánh nhau hay gì đây. Né danh ti của thằng Aya ra nha mọi người, khá cực kỳ là thấm đúng không ấy. Qua này là tem bận định mở comeback là kèo hay sao đây. Cái một quanh trả lời anh bán này, bán hay phát là view tem bận và quay trái đầu về thôi. Được cái là anh Nagarok này có ý định là phá con này đừng cho nó về mọi người. Nhưng mà biết kịp không. Giờ này thì mình sẽ chia nhau ra bác thằng Nagarok này nha mọi người. Nhưng mà thôi, tranh thủ mình form thôi chứ biết Nagarok thì không có kịp đâu mọi người. Nó có là cơ động luôn, gặp thêm Aya hỗ trợ trên đầu nữa thì anh em biết cực kỳ là khó luôn. Vì Aya nó làm chậm rất là nhiều luôn ấy. Sau khi mà ăn xong con mùa xanh này á, thì cái lượng mana của mình cũng đã hồi rồi, là khá là nhiều rồi mọi người, không cần phải về tới đằng nữa nha. Di chuyển lên hỗ trợ thằng Tara này, tem bọn mở combat khá là trâu bò luôn. Ba thằng một mod này cho ui nó chuẩn bị Nagarok lên đầu, đừng cho lên đầu. Một hai thằng lên mở số này mọi người. Nagarok có ý định bỏ chạy hay sao, nhưng mà giờ này tem mình đang bốn người đang chi lùng Nagarok anh em, quái vật rồi. Giờ này thì tem bọn chỉ có việc là đầu hàng sớm thôi mọi người, không biết làm gì hơn đâu anh em ơi. Bắt lực rồi, mình đã có được cây nan phoenix rồi mọi người ơi. Ai, anh Diêu này bật anh ti hà Diêu ơi, một phát này Diêu với lui về liền mọi người. Nhưng mà cái lượng đam của Diêu gây ra cho mình cũng hơn được cái máu nên mình cũng không có giống lên cơ anh em ơi. Nó thì nó vậy thôi chứ mình cũng đang bị thua thọt vì lượng máu nha. Một em này nhưng mà không ăn được mọn pha này anh em ơi, buồn thật sự luôn nha. Bán như thế rồi mà không có ai được với các thành viên của team mình. Trong tình huống này thì có ý định, ui né được anh ti của Jeffy nè, quanh trở lại mình cho Adam. Nhưng mà pha này thành công ăn được một mận này, mình di chuyển qua trụ nha, mình phát có trụ trước. Ai do team mận này có chạy đi đâu này. Ok ngon lành rồi anh em ơi, 7-0 rồi. Giờ này thật sự là Atenas của mình trở thành là quái vật rồi. Jeffy lâu ra thì chỉ có là nập mận thôi mọi người. Anh Phoenix là anh có ý định nhờ đây, giờ này mình sẽ lụm luôn mọi Phoenix này, mình kiếm quá ra kêu nha anh em ơi, để cho mình. Ok, một phát cho thằng Phoenix bảo lên số rồi. Nhưng mà pha này, ơi không kịp rồi, định ăn mega kill nhưng mà không kịp mọi người. Có mọi người đã xem mấy clip của mình nha, hẹn mọi người clip sau, bye bye anh em.